Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt MTB3 bên mình với cái phần mềm Kiet Việt để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn biết về cái máy in nhiệt MTB3 này nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth không sử dụng mực nha các bạn. Các bạn chỉ cần sạc đầy pin và các bạn in thôi. Sau khi mà các bạn in hết pin rồi các bạn sạc lại nha. Thì cái máy này là cái khổ giấy 80mm nha các bạn. Đây, đây là khổ giấy ngang 80 nha, 80mm, 8 cm nha các bạn. Đó, thì cái máy này kết nối Bluetooth với cái điện thoại để in cái hóa đơn bán hàng. Thì cái máy này có thể kết nối được cũng khá nhiều cái phần mềm nha các bạn, như là sổ bán hàng nè, tính tiền TV nè, Grab Food nè nha các bạn, và một số cái phần mềm khác nữa. Thì những bạn nào muốn mua máy in này á, in cho cái phần mềm nào á, thì các bạn cứ nhắn bên shop, shop sẽ tư vấn cho các bạn. Và ngoài những cái phần mềm riêng á, thì các bạn có thể cung cấp thông tin để shop hỗ trợ các bạn test cái phần mềm trước khi các bạn mua nha, để tránh trường hợp là mua về rồi in không được nha. Thì sau khi các bạn mang mua máy về, các bạn nhận máy á, thì các bạn mở cái cục pin ra, các bạn tháo cái miếng dán chỗ cục pin này nè. Bên mình có dán miếng dán ở đây á, để tránh trường hợp là vận chuyển nó bị cháy nổ nha các bạn. Rồi sau khi tháo ra các bạn gắn lại nè. Rồi còn gắn giấy á, thì các bạn tháo cái nắp bật này ra, các bạn hai ngón tay nè, các bạn kéo nó lên thôi nha. Đây cuộn giấy nha các bạn để theo cái chiều chiều này nha. Cái tờ giấy hướng về bên trong nha. Các bạn để ngược thì in sẽ không ra mực nha các bạn. Kèm theo máy sẽ có là một cọng cáp sạc nè, một củ sạc nè và một cuộn giấy để các bạn in test nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi các bạn bấm nút này để mở nút nguồn lên nè, đèn xanh nó cháy nè. Rồi nút này nút xả giấy nha các bạn. Rồi nút này xả giấy, khi mà các bạn chữ nằm dưới thì các bạn bấm nút này để xả ra để các bạn xé nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bấm ra cái tờ giấy in test để biết được cái dung lượng pin và cái thông tin của cái máy này nha. Các bạn tắt máy nha. Sau đó các bạn bấm hai nút cùng lúc nè. Đó, máy sẽ in ra cái tờ giấy in test. Ở trên đây nó sẽ có cái dung lượng pin nè. Thứ nhất, cái thứ hai á, là cái thông tin máy in nha. Đây là thông tin của máy in. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kết nối với cái phần mềm Kiet Việt để hướng dẫn các bạn in nha. Ok, thì các bạn mở cái phần mềm Kiet Việt bán hàng lên nha. Các bạn vào trong nhiều hơn nè. Rồi các bạn cài đặt máy in nè. Rồi các bạn thêm máy in nè. Model nè. Các bạn chọn BMI03 nha. Rồi các bạn chọn cái MTB3 nè. Trên cái điện thoại iPhone các bạn không cần ghép đôi nha. Các bạn vào trực tiếp trong app để các bạn kết nối luôn. Rồi đặt tên nè. Lưu. Rồi bây giờ các bạn ra ngoài các bạn in thử nha, mình sẽ lấy một cái đơn cũ mình in thử cho các bạn xem nha. Trên điện thoại iPhone nó thì nó in ra hơi chậm như thế này nha các bạn, còn trên điện thoại Android á thì nó in ra rất là nhanh nha. Một xíu nữa mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. In thử tờ nữa nha. Chữ in ra khá là nét nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái điện thoại Android nha. Ok các bạn, thì ở trên cái điện thoại Android cũng vậy các bạn. Các bạn trên điện thoại Android thì các bạn cần phải ghép đôi trước nha. Còn iPhone thì các bạn không cần ghép đôi. Các bạn vào trong cài đặt nè. Vào Bluetooth, các bạn bật cái Bluetooth lên, sau đó các bạn ghép đôi nha. Rồi mở cái máy lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ ghép đôi với tâm MTB3 nè. Bát là 4 số 0. Ghép. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái phần mềm Kiet Việt, các bạn vào trong cài đặt. Các bạn vào máy in nè. Thêm máy in. BMI03 nha các bạn.
Rồi. Tên Bluetooth nè. Kết nối. Rồi, sau khi kết nối xong các bạn ra ngoài các bạn in thử nha. Mình sẽ lấy một cái đơn cũ mình in thử cho các bạn xem nha. Đó các bạn thấy không? Trên cái Android thì nó in ra nhanh hơn rất là nhiều nha. Nó in chạy rất là nhanh, nó không có giật. Rồi ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để chiến lược giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha.